chó thông minh mang giỏ đi mua kem cho chủ nhân. Đúng là boss nhà người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng. Wow. Mới đây, trên mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh chú chó xách giỏ đồ đi mua kem cho chủ nhân của mình tại một cửa hàng tiện lợi. Ngay sau khi đăng tải, rất nhiều con sen Việt Nam đã ca vang ca khúc con nhà người ta. Kia cũng là chó, nhưng chó nhà mình nó lạ lắm, suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ thôi, chứ chả bao giờ nhờ được việc gì. Trong khi đó, chó nước bạn thì đáng đồng tiền bát gạo lắm. Nhân vật đang được nhắc đến bên trên là một chú chó có đôi chân màu trắng, đầu màu vàng, còn thân hình thì màu đen khá nổi bật. Được biết, hộ khẩu thường trú của thanh niên này là ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Chuyện là lúc này nhân viên cửa hàng tiện lợi bất ngờ nhìn thấy một chú chó miệng đang xách giỏ hàng đứng bên ngoài cửa kính nên chạy ra xem. Thấy người bạn bốn chân này đang có ý định tiến vào trong nên anh nhân viên đã mở cửa kính để cho boss chạy vào. Vào cửa hàng tiện lợi, tất cả nhân viên ở đây đều rất bất ngờ khi phát hiện bên trong chiếc giỏ mà chú chó mang đến có một tờ tiền và một mảnh giấy. Nội dung mảnh giấy ấy chính là thứ mà con sen cần mua, đã là vài cây kem. Hiểu được vấn đề, nhân viên cửa hàng đã lấy đủ số kem và còn trả lại tiền thừa vào giỏ hàng để chú chó mang về cho chủ nhân. Theo chia sẻ, đây là chú chó của một tiệm cắt tóc cách đấy 30 mét. Vì con sen bận khách không thể đi mua kem nên đã nghĩ ra ý tưởng nhờ đến boss của mình. Và cái kết làm ai cũng ngã ngửa vì không ngờ rằng chú chó ấy lại thông minh và biết điều đến như vậy. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, rất đông netizen Việt Nam đã đổ xô xin vía, mong rằng boss nhà mình cũng được như boss nhà hàng xóm. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra tuyệt vọng vì chó nhà mình ngoài ăn ngủ và đi ỉ không đúng chỗ ra thì xưa này chưa làm được trò trống gì cả. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.